này thiện hiện tất cả pháp đều lấy khổ làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì khổ rốt ráo còn không có sở hữu huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô ngã làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì vô ngã rốt ráo còn không có sở hữu huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy bất tịnh làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bất tịnh rốt giáo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy sự tham làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sự tham rốt giáo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy sự sân làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì sự sân rốt ráo còn không có sở hữu huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy sự si làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì sự si rốt ráo còn không có sở hữu huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy sự thấy việc làm làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì sự thấy việc làm rốt ráo còn không có sở hữu huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy chân như làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong chân như chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp giới làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong pháp giới chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt giáo đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp tánh làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong pháp tánh chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt giáo đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy tánh chẳng hư vọng làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong tánh chẳng hư vọng chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy tánh chẳng đổi khác làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong tánh chẳng đổi khác ấy chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy tánh bình đẳng làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong tánh bình đẳng chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy tánh ly xanh làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong tánh ly xanh chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp định làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong pháp định chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được